Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi bài về dám thay đổi Dare to Change, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà May Quy Inspiration. Ngày hôm nay đã là tập thứ 26, cũng là tập cuối cùng trong chuỗi bài về dám thay đổi Dare to Change, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà May Quy Inspiration. Và như vậy thì chúng ta cũng chạm đến cái chữ cái cuối cùng trong bản chữ cái tiếng Anh, đó là chữ... Z, chữ Z đó các bạn Và cái từ mà có thể nói là kinh điển để gắn với chữ Z đó là chữ Zero Chữ Zero vốn dĩ nó là con số 0 Mà con số 0 như các bạn nào mà đã có tìm hiểu qua về nhân số học Thì cho tới thời điểm bây giờ cũng không có một nhà toán học, một nhà triết học, một nhà khoa học nào dám nói là tôi biết toàn bộ về con số 0 này bởi vì như là thầy David nói đó, Quỳnh hay nói ở trong tác giả của cái cuốn sách mà gọi là The Complete Book of Numerology thì thầy có nói là cái con số 0 nó có thể bằng 0 nhưng nó cũng có thể bằng vô cùng đó là không giới hạn chính vì vậy mà chúng ta sẽ đừng có để cho mình bị giới hạn bởi con số 0 là số 0 có nghĩa là vậy nè mình đừng có cái cảm giác là mình không là cái gì hết mình đừng có cái cảm giác tự ti là mình không có cái gì hết mà thay vào đó chúng ta sẽ nhìn thấy vô lượng tiềm năng trong con người của mình để rồi từ đó chúng ta biến những cái gọi là gọi là tiềm năng trở thành những cái thực tại ha bằng tất cả nỗ lực của mình bằng tất cả ý thức của mình bằng tất cả cái sự vung đắp và ý chí của mình để mình biến nó đi từ từ cái sự tiềm năng vô hạn trở thành những cái thực tại mà chúng ta vô cùng là là quý giá cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cố gắng trả mọi cái về không bởi vì trước giờ chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà chúng ta được dạy phân biệt về tốt xấu và ta và người quá nhiều đây là lúc mà tất cả chúng ta sẽ cố gắng thương người như thể thương ta để tất cả chúng ta quy về ta và người cùng một thể, trong bạn có mình, trong mình có bạn, trong ta có nhau ha. Và một cái thông điệp rất đẹp nữa đó là from zero to hero. Cái chữ zero là số 0 mà chữ hero là anh hùng. Vậy thì đi từ cái chỗ không là gì cả đến một cái gì đó nó rất là thành tựu. Nó là một cái quá trình nỗ lực mà trong đó niềm tin phải đóng một vai trò rất là quan trọng. Để rồi bạn ngưng cái cảm giác tự ti là ta không là gì hết và ta hãy tự ti sống chúng ta lấy tất cả những cái gì gọi là sức mạnh của ta mà ai cũng có ha chúng ta xây dựng một cái lối sống thật đẹp thật thiện lành và phát huy tất cả những gì gọi là sở trường cho dù nó nhỏ nó ít người thấy của mình và mình cứ dùng một cái một cái một cái ý chí đi một cái nghị lực đi một cái sự kiên trì và không khoan nhượng và không có từ bỏ đi thì dần dần chúng ta có thể tạo dựng được một cái đôi tay cực kỳ vững vàng để giúp cho chúng ta có được những thành tựu lớn nhỏ trong cuộc sống. Vậy thì Quỳnh chúc cho cả nhà mình chúng ta sẽ chạm được cái con số 0 này đầy ý nghĩa ha và chúng ta sẽ sớm nhìn ra được cái sự an yên, tốt đẹp và những cái cơ hội vô giới hạn trong cái số 0 này và cùng với cái điều đó thì chúng ta cũng khép lại chuỗi bài về dám thay đổi dare to change ngày hôm nay. Quỳnh Hương và nhà Mê Quy tin tưởng rằng thông qua 26 cái vấn đề được lấy ra từ 26 cái chữ cái trong bàn chữ cái tiếng Anh thì các bạn đã có dịp nhìn lại về những cái gọi là thói quen tiêu cực của mình, những cái điều còn tồn động của mình để qua đó mình lấy ra từng điểm một và mình đã có một tháng vừa qua để thay đổi chúc cho các bạn sẽ có một phiên bản là mình nhưng mà tích cực hơn hoàn thiện hơn sáng sủa hơn năng động hơn lạc quan hơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những dự án tiếp theo của nhà máy quỳ xin chào các bạn nha